Alo Epic Việt ơi, em hợp với chiến thuật đánh breakout theo các tin tức gây bão. S chia sẻ giúp em các mẹo để lướt sóng thần với ạ. Lướt bão là chiến thuật đặc trưng khi có sóng bất ngờ, với biên độ di chuyển lớn trong thời gian ngắn nên không phù hợp với trader mới. Hơn nữa cần rèn luyện kỹ năng đặt lệnh chờ thành thạo mới bắt kịp sóng. Sau đây là 5 kinh nghiệm cốt lõi để lướt bão cử khôi. Hóng tin vĩ mô từ chung. Sử dụng vùng cản thay vì một điểm cản. Đánh breakout hơn là đợi giá hồi retest. Rời stop loss để ăn dày. Không nên bắt đỉnh đáy quá sớm. Dạ, nên đặt lệnh chờ cho một sản phẩm hay nhiều sản phẩm cùng lúc vậy S. Tùy theo tin sốc đó tác động lên cặp nào mạnh nhất. Chẳng hạn tin liên quan đến dầu thì đánh mỗi cặp dầu. Nếu tác động lên một đồng tiền chính nào đó thì sẽ đặt lệnh chờ cho nhiều cặp Forex được không ạ? Do biên độ các cặp Forex trung bình khác nhau nên khi đánh breakout chỉ chọn cặp có độ giãn cao nhất để tăng lợi nhuận nhanh. Ví dụ trong rổ tiền tệ thì GBP, USD có tốc độ và bạo động cao nhất. Trong trường hợp đánh breakout thì nên stop loss như nào ạ? Breakout tạo lực sóng mạnh trong một cây nến hiện tại nên stop loss có thể dựa vào điểm cao thấp của chính nến đang breakout. Rất dễ hiểu, thanh S nhiều ạ. Like và subscribe để hóng các vlog tiếp theo nhé.